Xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Zewata của chúng tôi lại làm một video để review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Casio đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua. Tại sao mẫu đồng hồ này lại làm mưa làm gió trong thời gian qua? Bởi vì cũng có rất nhiều lý do khác nhau. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ anh em nhé. Mẫu đồng hồ này có mã là MTP1381D1A. Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế mặt số có lịch thứ nằm ở cọc số 12 giờ. Đấy, lịch ngày nằm ở cọc số 6 giờ, cân đối nhau, cái thiết kế cân đối nhau rất là đẹp. Độ chứa nước của em nó là 3 ATM. Đây anh em nhìn này, mặt thiết kế rất là trẻ trung. Lịch cười ở ô số 12 giờ rất là lạ mắt. Chất liệu dây và vỏ là thép 316L, mặt kính khóa. Đấy, em này là thiết kế mặt màu đen. Em bên tay trái tôi là thiết kế mặt màu đen. Em bên tay phải là thiết kế mặt màu trắng. Đấy, màu trắng bạc. Hiện tại chúng tôi đang có 4 mẫu. Gồm có 2 mẫu là dây da và 2 mẫu là dây kim loại. 2 mẫu dây da cũng rất là yêu luôn anh em này. Đó, đây, 2 mẫu dây da này. Cực kỳ ok luôn. Màu mặt dial của mẫu bên tay phải tôi là màu hơi ngả vàng. Đấy, và nhẹ. Tất cả 4 mẫu đồng hồ 1381 này đều có size mặt là 38 anh em nhé. Về dây da thì đều là dây da công nghiệp. Đấy, giả da cá sấu. Đây, mặt trước này. Đây tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp đây. Mặt thiết kế rất là đẹp luôn. Cọc số và bộ kim là được thiết kế màu vàng hồng, được mạ vàng hồng luôn. Mặt sau của em nó đây có tem chống giả của anh Zewata này, phân phối độc quyền thương hiệu Casio tại Việt Nam. Độ chứa nước là 5 ATM và 5 bát, có nghĩa là đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Đấy, đây là phần khóa của em nó này, khóa của Casio này, dây này, anh em xem chi tiết nha. Mẫu đồng hồ này hiện tại đang bán rất chạy tại cửa hàng chúng tôi cũng như là trên thị trường Việt Nam, bởi vì thứ nhất là cái thiết kế của em nó rất là đẹp anh em ạ, thiết kế rất là đẹp luôn. Mẫu này được ra cũng khá lâu rồi, cũng phải vài năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ hết hot luôn. Cứ về là hết hàng anh em ạ. Mẫu này này rất là hot luôn đấy ạ, cứ về là hết hàng. Nó phù hợp cho những anh em nào có cổ tay vừa phải, trung bình. Cổ tay to quá, ví dụ là 19-20 thì đeo nó hơi nhỏ. Tí tôi sẽ đeo thử để cho anh em chiêm ngưỡng thử từng mẫu một nhé. Một lý do nữa tại sao mẫu đồng hồ này được anh em ưa chuộng đó là về giá cả anh em ạ. Giá của mẫu đồng hồ này rất là rẻ luôn. Dưới 2 triệu đồng. Dưới 2 triệu đồng là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Casio này rồi. Giá của em đó là có 1.530.000. Đấy, cho mẫu này. Giá của em đó là 1.530.000 cho mẫu dây màu vàng anh em nhé. Cũng 1.530.000 cho mẫu màu dây đen, mặt đen. Còn em dây kim loại này là giá có 1.629.000. Rất rẻ. Còn em mặt trắng này cũng vậy. Em mặt trắng này cũng 1.629.000. Rất là rẻ đúng không anh em? Quá rẻ luôn. Đây anh em có thể soi lại nha. Đây. 4 mẫu. Đó. Phải nói là mẫu đồng hồ này rất đẹp luôn anh em ạ. Lên tay bao đẹp luôn. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với hệ thống đồng hồ Zewata chúng tôi để sở hữu ngay em nó anh em nhé. Đi kèm với sản phẩm thì gồm có hộp này, đây hộp chính hãng của anh Zewata này, đó hộp này, rồi là túi này, đấy. Đó túi luôn, đấy túi của chính hãng, và tem bảo hành chính hãng luôn. Đây là tem bảo hành chính hãng tại Việt Nam anh chị em nhé. Thì khi anh em mà mua sản phẩm thì sẽ là cào cái lớp bạc này ra và vào cái link kích hoạt bảo hành anh quê bắt này, hoặc là chụp mã code QR này này thì sẽ kích hoạt bảo hành điện tử luôn anh em nhé.
Vâng, thời hạn bảo hành là máy 1 năm pin 18 tháng tại hãng và bảo hành là 5 năm tại hệ thống đồng hồ giờ watt của chúng tôi. Vâng, anh em thấy video này hay, hãy đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giờ watt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.